khó để tìm trên mạng internet các thông tin liên quan về miếng dán rốn thảo dược hay tinh dầu nhỏ rốn giúp giảm cân, sự eo thon, duy trì vóc dáng. Tuy nhiên, hiệu quả của những sản phẩm này có thật sự đáng tin cậy. Các sản phẩm miếng dán rốn giảm cân hiện nay đang được chào bán trên nhiều trang mạng với thành phần thiên nhiên. Theo thông tin trên một trang mua bán online, miếng dán giảm béo được làm từ các thành phần thực vật tự nhiên, hoàn toàn an toàn và không gây kích ứng, thuận tiện và hiệu quả hơn các loại thuốc giảm cân truyền thống. Sản phẩm dán rốn thảo dược được mô tả có tác dụng thải độc qua tuyến mồ hôi, tiêu giảm mỡ thừa và ức chế sự tổng hợp của chất béo. Cách sử dụng là dán miếng dán lên rốn vào buổi tối qua đêm trong khoảng một tháng sẽ có tác dụng. Bên cạnh miếng dán rốn thảo dược, tinh chất nhỏ rốn cũng được quảng cáo giới thiệu như một biện pháp giảm cân tốt nhất. Theo đó, chỉ cần nhỏ một hoặc vài giọt tinh dầu có chiết xuất từ từ xuyên khung, hoa đồng tiền, đường phèn, đại hoàng, mộc hương, thông lộ, hoắc hương, vỏ cam vào rốn để qua đêm sẽ giúp ngăn chặn lượng chất béo dư thừa tích tụ vào cơ thể qua quá trình ăn uống. Hơn nữa, việc nhỏ tinh dầu vào rốn giúp thẩm thấu nhanh và phát huy tác dụng, làm giảm cảm giác thèm ăn, chuyển hóa mỡ thừa qua đường đại tiện, giúp đào thải thức ăn dư thừa trước khi cơ thể hấp thụ, giúp cơ thể không hấp thụ chất béo mới, tiêu hao chất béo cũ nên giảm mỡ thực, không phải giảm béo do mất nước như các sản phẩm uống khác. Tuy nhiên, cùng với việc sử dụng miếng dán hay tinh dầu nhỏ rốn, tùy theo sản phẩm mà nhãn hàng còn hướng dẫn người dùng hạn chế ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ hoặc các chất gây béo phì, ăn nhiều rau xanh kết hợp uống đủ nước mỗi ngày hay sử dụng một số biện pháp khác như đeo đai massage, bôi kem đánh tan mỡ. Tuy nhiên mới đây, Bệnh viện Gia Liễu đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng bị mẩn đỏ, ngứa ngáy, mọc các mụn nước phòng rộp, được các bác sĩ chẩn đoán viêm da. Khai thác tiền sử cho thấy, trước đó bệnh nhân đã sử dụng miếng rán thảo dược trong 30 ngày với mong muốn vòng eo thon gọn đón Tết. Người phụ nữ này cho biết được bạn giới thiệu nên đã tìm mua trên các trang mạng xã hội. Người bán tư vấn và nói rằng, rán qua đêm trong vòng 30 ngày sẽ thấy tác dụng giảm cân. Vòng eo thon gọn mà không cần ăn kiêng khắc khổ hay tập luyện, một miếng dán có thể đốt cháy tới 500 calo, giúp kiểm soát cân nặng bằng cách để tốc thải các chất độc chất béo. Theo thầy thuốc nhân dân Trần Văn Bản, nguyên chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, rốn là huyệt thần khuyết. Việc sử dụng miếng dán vào rốn hay nhỏ tinh dầu vào rốn là biện pháp tác dụng vào huyệt thần khuyết, không có tác dụng giảm mỡ, giảm cân. Trong Đông y, rốn là nơi quy tụ của các đường kinh lạc, có liên kết mật thiết với lục phủ ngũ tạng, 12 kinh mạch và ký kinh bắt mạch. Huyệt thần khuyết chủ trị tại chỗ các chứng đau bụng và đau quanh rốn, viêm ruột mạng tính, lao ruột, tiêu chảy, xa trực tràng, chủ trị toàn thân với chúng phong thể thoát, tay chân lạnh toát bất tỉnh bệnh thuộc hư hàn chân dương hư chứ hoàn toàn không có tác dụng giảm cân giảm mỡ Ngoài ra, y học cổ truyền cho rằng béo phì phần lớn là bệnh trong hư ngoài thực, trong hư chủ yếu là khí hư nên kiêm cả tình trạng mất sự điều hòa âm dương, có thể khí dương suy hoặc âm suy tỳ thận khí hư. Theo đó có thể sử dụng cách hóa thấp khử đờm, lợi thủy, thủ gan, lợi mật, kiện tỳ, ôn dương với các bài thuốc sắc tùy thuộc vào tình trạng của mỗi cá nhân. Chứ trong y văn cổ và các nghiên cứu hiện đại cho đến nay vẫn chưa có thông tin khẳng định đắp thuốc hay nhỏ tinh dầu và rốn có thể giúp giảm cân. Đó là chưa kể sử dụng miếng dán rốn có thể gây ngứa, nhiễm do miếng dán quá chặt hay vệ sinh rốn không sạch sẽ. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, để thực hiện giảm cân đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực rất lớn của người thực hiện trong việc duy trì chế độ ăn uống và tập luyện thường xuyên, chứ không chỉ dựa vào miếng dán hay tinh dầu nhỏ rốn. Mặc dù hiện nay có nhiều biện pháp can thiệp hỗ trợ giảm cân như đặt bóng dạ dày, thắt dạ dày nhằm giảm lượng thực phẩm đưa vào cơ thể. Tuy nhiên, nếu sau can thiệp, người bệnh không kiên trì, nỗ lực thay đổi lối sống, thực hiện chế độ ăn lành mạnh, tập luyện thường xuyên thì không thể duy trì được kết quả như mong muốn. Vì vậy, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hương khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng những sản phẩm này do chúng mang tính tiếp thị, quảng cáo nhiều hơn là công dụng giảm béo. Trường hợp thật sự hoặc cần muốn giảm cân thì thực hiện theo các khuyến cáo đã được khoa học chứng minh để tránh sức họa vào thân.